Từ sáng tới giờ mở ra cái buổi casting này mà vẫn không tìm được một người nữ chính nào phù hợp. Hả? Như vậy là sao? Hả? Không lẽ cái thế giới showbiz này đã tới ngày tàn rồi sao? Sai! Showbiz mà thiếu em là thiếu một điểm nhấn. Không lẽ đây là định mệnh? Ông trời muốn mình thực hiện ước mơ hay sao? Nếu đã như vậy thì được. Ngày hôm nay, ai mang dừa chiếc hài này thì người đó sẽ là nữ chính trong bộ phim của ta. Bộ phim được mang tên Cô gái đi lanh quanh lẩn quẩn bên hông chàng trai ngây thơ vô số tội bực bội quá đi nha. Vậy thì ai? Ai sẽ là người mang dừa chiếc hài này? Là ta! Ê, bảo vệ bắt bà lại đi, coi chừng bà đẻ trứng bây giờ. Em thề em không đẻ trứng, em thề. Bước ra đây. Dạ. Cái mục đích gì mà bỏ cái đồi hài ở đây? Dạ, em muốn đặt một thế chân để lấn sân vào showbiz. Em muốn làm cái tít để tạo điểm nhấn, vậy thôi. Thì ra là vậy. Dạ. Nếu mà ngày hôm nay chị đã tới. Anh đừng nói gì hết. Hãy để cho người ta làm trước khi mình nói. Nó sẽ hay hơn là mình nói rồi người ta mới làm. Bởi vì vậy, hãy đứng qua một bên để xem tài năng của em. Em ơi. Chị ơi, đừng đụng vào em. À, chị. Đừng đụng vào em. Chị. Đừng mà. Thôi bà ơi. Bà làm cái gì vậy? Anh thấy em diễn sâu sắc và sắc sảo không? Bây giờ hỏi nè, tự nhiên hát cái bài đó có ý nghĩa gì? Anh à, chỉ một bài hát thôi mà em đã làm ra một MV ca nhạc sống động như vậy rồi. Huống hồ gì? Anh cho em làm nữ chính đi, em sẽ diễn đến mức độ nào nữa? Anh nghĩ đi, cái đầu em nè, nó có sức sáng tạo và trí tưởng tượng phong phú lắm. Bởi vậy, chỉ mới tưởng tượng thôi là đã ra như vậy rồi đó. Bà hay quá, mà mới tưởng tượng mà tôi leo lên bàn tôi nằm rồi đó. Bây giờ vậy, đưa cho chị cái đống kịch bản này nè. Chị cast giùm em cái tình huống ở trong đây đi. À, cái tình huống này bao nhiêu tập đây? 100 tập. Cast cho lòi bằng họng hả? Làm đạo diễn bao lâu rồi? 4 năm. 4 năm chứ không phải là 4 ngày. Đâu phải mới chập chững vào nghề. Biết làm đạo diễn không? Biết làm đạo diễn không? Không biết thì đi về nha. Ở đây em là đạo diễn nha. Đạo diễn là má của đoàn phim. Đuổi bà về. Bậy. Đuổi là đuổi anh đó. Ba bà sản xuất cái phim này mà. Đúng rồi. Không thấy nãy giờ em đặt tả thấy ông bà ông giải em hả? Chị nói ông bà ông giải chị thêm tiền cho em nha. Yên tâm, chị sẽ nói lại với ông bà ông giải chị. Thích quá. Sao em hả? Em nói cái gì? Đạo diễn là vua của đoàn phim. Vậy còn chị? Chị là má của vua. Má ơi má, giờ năn nỉ chị luôn á, làm ơn bây giờ em nói cái vấn đề nội dung đó là chị làm. Chị cast liền giùm em nha. Chị cast cho em. Trời dạ ơi, chị muốn làm diễn chính mà. Bây giờ á, chị sẽ vào vai một cái người phụ nữ. Chồng của chị chết nằm ở nhà. Cái xong chị đau khổ quá, chồng mình chết mà chị. Đang đau khổ. Chồng đây đó hả? Đau khổ quá chị. Đang đau khổ, đột nhiên chị nghe thấy tiếng gõ cửa. Cốc cốc cốc. Giang hồ tới đòi nợ. Chị mở cái cửa ra. Chị gặp giang hồ. Xong chị thoại một cái câu đau khổ cho em nha. Chồng tôi chết rồi, mấy người còn muốn cái gì nữa? Ok. Cái được. Tâm lý này chị diễn được nha. Dạ. Chị đang có cái tâm lý này. Em diễn liền đi. Dạ rồi diễn nè. Liền đi. Diễn viên chuẩn bị nè. Tất cả mọi người chuẩn bị nè. Quay phim chuẩn bị. Diễn. Cái gì vậy chị? Chết lặng á. Sao vậy? Làm đạo diễn bao lâu rồi? Dạ 4 năm.
4 năm chứ không phải 4 ngày. Khi mà diễn viên lấy tâm lý rất là khó, cực lắm thì người ta mới lấy được cái tâm lý. Thì nói diễn, làm ơn nói nhỏ nhẹ thôi, nhỏ xíu thôi, diễn viên mới có thể diễn được. Dạ, dạ. Còn la như vậy á, diễn viên mất hồn mất vía không diễn được. Một, hai, ba. Không ai mà nghe. Mình nói mình phải để cái từ của mình thoát ra ngoài, nó phải văng ra ngoài. Được rồi, vậy bây giờ em sẽ nói cho nó thoát ra ngoài. Đúng. Em nói lại nha. Làm lại. Tất cả mọi người chuẩn bị nha. Một, hai, ba. Thôi chui xuống bàn ngồi luôn đi chui. Để tôi tự biên tự diễn cho bỏ đi. Đạo diễn bất tài vô dụng quá. Moses. Chồng tôi chết rồi. Vui ơi là vui. Chị, chồng chị chết, mắc mớ gì chị kêu vui? Ủa tại sao chị không được kêu vui? Nhưng mà chồng chị chết tại sao chị kêu vui? Chồng chị tên vui. Ai quy định? Chị tự quy định cho chị dễ diện. Rồi ai viết kịch bản? Ba chị là nhà sản xuất bỏ tiền ra làm cái bộ phim này. Giờ em muốn làm sao? Chén cơm mà nào. Một vợ năm con anh ơi. Chị rất là có sáng tạo. Nhát. Vui ơi là vui. Anh chết rồi. Em sướng sao đây? Chị không có biết chính tả. Người ta là chồng chết rồi. Em sống sao đây? Chứ không có ai nói là chồng chết rồi mà em sướng sau đây hết á. Không, sống là chị sống được rồi đó. Ý là hỏi là chị sướng sau đây. Mắc mới gì chồng chị chết chị la sướng. Chị tên Sướng. Ai quy định? Chị tự quy định cho chị dễ diễn. Rồi ai viết kịch bản? Ba chị là nhà sản xuất bỏ tiền ra làm cái bộ phim này. Giờ em muốn sao? Chén cơm mà nào. Chị rất là có sáng tạo. Nhát. Chồng tôi chết rồi. Sương ơi là Sương. Cắt. Trời ơi, đang diễn tâm lý mà cắt hoài vậy em? Không. Em xin lỗi chị, cái này là không phải là em cắt gì cái diễn xuất của chị. Mà chị thoại lộn á. Chồng của chị là tên Vui. Chị mới đổi tên. Chị mới đổi luôn á. Diễn viên không ngừng sáng tạo là một diễn viên giỏi. Nhưng mà ai quy định? Chị tự quy định cho chị dễ diễn. Rồi ai viết kịch bản? Chị không muốn nhắc tới ba của chị nữa, em tự nhắc đi. Ba của chị là một nhà sản xuất bỏ tiền ra làm bộ phim. Chị muốn làm cái gì thì chị làm đi á. Nhạc. Chồng tôi chết rồi. Sương ơi là Sương. Thôi cắt đi. Cắt đi. Không chị, đang diễn mà. Tại sao diễn viên diễn sai thoại mà không nhắc? Không có chị. Chị sai thoại đúng rồi mà. Chồng của chị tên Sướng. Nó tên Vui. Tôi mới tên Sướng nè. Hả? Anh bị điên hả? Không chị, vậy hồi nãy là chị nói tên Sướng. Chị mới đổi lại xong rồi chị kêu Sướng là đúng rồi. Thì bây giờ tôi đổi lại. Diễn viên không ngừng sáng tạo là một diễn viên giỏi. Nhưng mà bây giờ nó tên là Vui. Tôi là Sướng nè. Trời đất ơi. Rồi cuối cùng là ai quy định vậy chị? Chị tự quy định cho chị dễ diễn. Rồi ai viết lại kịch bản? Chị không muốn nhắc tới ba chị nữa, em tự nhắc đi. Ba chị là một nhà sản xuất bỏ tiền ra làm cái bộ phim này. Chị muốn làm cái gì chị làm đi. Chị là má của đoàn phim. Ê thôi bỏ qua đoạn này, diễn đoạn khác được không? Bây giờ chị bỏ qua đoạn này. Bây giờ em nói những cái vấn đề chính chị làm giùm em liền luôn nha. Đang khóc lóc, nghe tiếng gõ cửa của giang hồ. Chạy ra mở cửa cho giang hồ. Bây giờ là mình làm trước cái phần đoạn là chị đang đau khổ giùm em nha. Ok. Rồi, nhát. Đau khổ.
chồng chị chết chị móc cái gì ra vậy? Ruột. Chồng chết móc ruột ra làm cái gì? Em không nghe người ta nói là đau đứt từng đoạn ruột hả em? Ruột chị nó đang đứt từng đoạn nè. Một đoạn, hai đoạn, ba đoạn, bốn đoạn, năm đoạn. Còn nữa không? Một đống đoạn. Sạch ruột rồi, sạch ruột rồi nè, sạch chị, ruột rồi. Em biết rồi chị bây giờ em năn nỉ chị luôn á. Chị bỏ qua mấy cái này đi, chị làm ơn làm phước chị nghe lời em một lần được không chị? Ok ok, chị nghe đạo diễn mà lúc nào chị chả nghe đạo diễn. Ờ chị nghe. Bây giờ chuẩn bị nha. Tâm lý đang đau khổ nha tâm chị. Tâm lý đau khổ. Giang hồ tới gõ cửa nha. Rồi. Mở cửa ra liền giùm em nha. Rồi. Đau buồn, nhát. Tâm lý như vậy mới đúng nè chị. Đau khổ. Đúng rồi chị ơi. Đột nhiên chị nghe thấy tiếng gõ cửa của giang hồ. Mở cửa ra. Đó, giang hồ tới rồi kìa chị. Bây giờ mình chạy ra mình mở cửa nè. Mở cửa. Chị ơi chị, giang hồ nó tới hai lần rồi, ra mở cửa nè chị. Mở cửa ra cho tao. Chị ơi, giang hồ nó tới rồi nè chị ơi. Mở cửa. Cắt. Chị, cái phản ứng đầu tiên mà chị nghe tiếng gõ cửa là chị phải bước ra, chị mở cửa để gặp giang hồ. Tại sao chị không bước ra? Tại sao không quy định bà bị điếc? Bây giờ chị làm ơn làm phước chị bỏ qua cái vụ điếc này giùm em nha. Chị là luôn sáng tạo mà em. Chị là một diễn viên luôn sáng tạo. Không không, bây giờ chị tìm cái sáng tạo khác, chị sáng tạo giùm em nha. Bỏ qua cái vụ điếc này nha. Ok. Chị hợp tác nha. Rồi, nhớ nha chị, mở cửa ra, chị gặp nguyên một đống giang hồ xong bắt đầu chị đánh giang hồ. Được, đánh luôn. Đánh giang hồ nha. Ok, cái này chị làm được. Được phải không chị? Được. Nhát. Đúng rồi chị ơi. Đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa. Mở cửa. Chạy ra mở cửa. Gặp giang hồ là đánh liền nha chị. Cái thằng này là nó là giang hồ mắc mớ gì chị gặp nó chị hát cái bài tình cờ. Ủa tại sao chị không được tình cờ? Nó là giang hồ. Nhưng nó là bồ cũ của chị. Em à, trong năm thằng giang hồ em phải cho thằng chùm nó là bồ cũ của chị. Như vậy đó khán giả mới bất ngờ. Chị ơi, nhưng mà cái kịch bản này em không có viết. Nhưng mà chị tự quy định để chị dễ diễn. Chị là má của Đăng Phim. Chị ơi mở cái cửa ra gặp giang hồ. Chị thoại giùm em cái câu đau khổ. Chồng tôi chết rồi, mấy người còn muốn cây gì nữa? Ok em. Dạ. Yeah. Mở cửa. Cái tâm lý này là đúng hay là chị ráng giúp giùm em gần xong rồi. Giang hồ tới, chạy ra mở cửa nè. Mở cửa cho tao. Mở cửa, giang hồ tới đi. Gặp giang hồ, thoại. Nó chết rồi, muốn cái gì kiếm tao. Tao tới tao kiếm mày nè. Mày kiếm tao chi? Trả nợ cho chồng mày. Nó chết rồi, muốn cái gì kiếm tao? Thì tao tới tao kiếm mày nè. Mày kiếm tao chi? Trả nợ cho chồng mày á. Nhưng mà nó chết rồi, muốn cái gì kiếm tao? Không, mày hiểu không mày? Tao biết nó chết rồi, tao mới tới kiếm mày nè. Kiếm tao chi? Trả nợ cho chồng mày á. Nhưng mà nó chết rồi, muốn cái gì kiếm tao? Mày điên hả? Tao tới tao kiếm mày nè. Mà buồn quá mày ơi. Buồn quá, nói mày không hiểu chứ. Mày tao nói mày nè, nó chết rồi, muốn cái gì là kiếm tao? Tao qua tao kiếm mày nè. Nhưng mà kiếm tao chi? Trả nợ cho chồng mày. Nhưng mà nó chết rồi, muốn cái gì kiếm tao? Thì tao qua tao kiếm mày nè. Kiếm tao chi? Trả nợ cho chồng mày á. Tao mời quá, cắt đi. Cắt đi. Đạo diễn đâu? Em đây. Tại sao diễn viên diễn thoại lung tung le te tè le hụt me mà không nhắc?
Chị Thoại không có giống kịch bản. Hồi nãy em xé rồi, bây giờ chị thấy em đang đi tìm cuốn kịch bản nè. Tại sao không tin những gì mình đã viết? Trời nó coi tin cái gì? Bây giờ dẹp đi. Chị đừng có ý ba chị bỏ tiền ra làm bộ phim này, mở cái buổi casting này. Mà chị muốn làm cái gì chị làm, em không có hợp tác với chị nữa. Đúng rồi đó, chị làm nghệ thuật mà không có tâm huyết, mà như một con tâm thần, hạn hán lời. Đó, nó còn hạn hán lời với bà, còn tôi thì sao? Tôi diễn đi diễn lại bà đánh tôi như con không đẻ. Đó, bây giờ ơi, khỏi có nói nhiều nữa. Bây giờ ba đứa em quyết định Không làm nữa. Không làm thì thôi. Tôi không cần. Không có ekip này, tôi kiếm ekip khác. Bởi vì nhà tôi có tiền, tôi có thể có tất cả. Và kể từ đó, không có một bộ phim nào mang tên tôi ra đời. Bởi vì tôi có tiền mà không có tâm. Nhưng nếu có tâm, tôi cũng không có tầm, thì không làm được cái gì cả. Sao biết đừng có vậy, sao biết đừng có làm bậy, sao biết đừng có mà quậy nha. Sao biết là vậy, sao biết đừng có làm bậy, sao biết đừng có mà quậy nha. Hay quá con, xuống đây. Sao đó con diễn hay quá. Dạ. Chúng ta diễn hay xuất thần nha. Hay mà, hay động đậy đất trời, hay rạng ngời non nước, hay lại lướt chú Hồi Linh luôn đó. Thiệt hả? Thiệt. Thiệt hả thầy, thiệt hả thầy? Bình thường con diễn toàn mấy dây câm lặng khóc lóc không à. Bữa nay con có Thoại mà con Thoại xuất sắc. Thôi được rồi, con để dành đây không? Em mốt mà diễn viên vắng nó còn diễn thế. Ủa chứ không phải tối nay con diễn hả thầy? Thì tối nay con diễn nè. Dạ. Mà cô đầu chánh cô về lại đoạn rồi. Thôi cảm ơn con nha, bữa khác không diễn hay không? À, dạ, diễn dạ, tốt dạ. Con, bữa khác diễn. Dạ, 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 dạ. Nhưng không, các bạn hãy tin tôi đi. Cứ đi, rồi sẽ đó. Sao biết là vậy, sao biết đừng có làm bậy, sao biết đừng có mà quậy nha. Sao biết là vậy, sao biết đừng có làm bậy, sao biết đừng có mà quậy nha. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã đến với chương trình truyền hình nổi tiếng nhất gì hiện nay, được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ năm hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Và tôi, MC Hoàng Hacker, chào mừng đến với Ăn Xuyên Việt. Tuần này chúng ta sẽ đến với một quán mì lề đường có từ rất lâu, nổi tiếng với hương vị đậm đà và phong cách phục vụ tận tình chu đáo. Xin mời đến với quán mì Hậu Đậu. Xin lỗi hai vợ chồng em lỡ tay. Và đó là đặc trưng của quán mì Hậu Đậu. Chị ơi, sao quán mình đông khách vậy chị? À, quán em đông khách là tại vì quán em buôn bán dựa trên một phương châm là rộng rãi. Chị có thể nói rõ hơn? Dạ, có nghĩa là người ta đến đây ăn một tô mì, khi người ta xin cái gì em sẽ cho. Người ta xin một miếng thịt, em sẽ cho hai miếng thịt. Người ta xin một miếng giá, em sẽ cho một ký giá. Người ta xin một chén nước lèo, em sẽ cho một tô nước lèo. Chị ơi chị, em ăn mì sao em không có nhà? Sổ đỏ nhà chị nè, em chạy lên phường đổi tên đi em. Được, có nhà thôi. Ôi dạ. Thấy em rộng rãi chưa? Dạ. Dạ. Với cái phong cách phục vụ mà xin cho anh vậy á, thì chị dự tính là khi nào quán mình phá sản? À, một câu hỏi rất là có duyên, chắc chắn em sẽ trả lời. Dạ. Nhưng mà trước khi trả lời á, em muốn hỏi anh một câu được không? Dạ được ạ. Ba má anh lấy nhau lâu chưa? Dạ 30 năm rồi. À, định khi nào ly dị? Chứ gì chị? Khi nào ba má anh ly dị quán mì em phá sản? Vui. Câu hỏi kế tiếp. Dạ. Bí quyết gì khiến cho quán mì của chị luôn luôn đông khách? Thật ra quán mì của em đông khách là có một lý do, và lý do đó được bắt nguồn từ ông cố nội của em. Bây giờ chúng ta sẽ được xem tái hiện lại bởi chồng em. Đã từ rất lâu rồi, ông cố nội của em là một thợ làm mì rất giỏi, và mọi người thường gọi ổng là anh đầu bếp. Ha 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 ha.
cộng với bột tươi 8 cân 4 lạng mới là mì ngon. Nước lèo nấu đúng chu kỳ, nửa đêm sương xuống kiên trì ngồi canh. Nước lèo cộng với mì tươi, thêm 4 lát thịt mới là mì da. Nhưng xui thai, vào một ngày nọ, khi ông đang ngồi kéo những sợi mì, bỗng nhiên ông mệt quá, mệt chết đi được, và ngủ thiếp đi. Đến khi tỉnh dậy thì ông không biết là mình đã kéo những sợi mì này hay chưa. Mình kéo hết chưa ta? Và ông quyết định kéo tiếp. Hình như là chưa đâu. Kéo đến một lúc nào mệt rồi ngủ thiếp đi. Tỉnh dậy kéo mệt ngủ giống như một chu kỳ. Và đến một ngày ông kéo mệt ngủ và không bao giờ dậy nữa. Chết đi. Kể từ đó em đã mất vĩnh viễn ông cố nội này trên cuộc đời. Nhưng cả gia đình em đã có được một sợi mì dai gia truyền. Chị, vậy là sợi mì của chị chưa có xài được chứ không có ăn được. Nè, đừng vội vàng và hấp tấp. Đây, em có một nhân chứng sống. Nguyễn Văn Rảnh. Bác bao nhiêu tuổi? 70 tuổi. Bác ăn ở đây được bao lâu rồi? 10 năm. Chuyện này là sao chị? Đó là cái lỗi của tôi. Cách đây 10 năm, tôi đã lỡ tay trụng nhầm một cọng mì da gia truyền cho bác. Nhưng đã nhiều lần tôi khuyên bác là bỏ tô mì đi, tôi sẽ trụng một tô mì đàng hoàng cho bác. Nhưng bác quyết tâm không bỏ và nói là phải ngồi ăn hết tô mì này, tại vì bỏ tội. Vậy thôi á, em hỏi một câu cuối cùng. Em nghe nói là khách tới đây ngoài được thưởng thức mì thì không biết còn được thưởng thức cái gì nữa không ạ? Trời ơi, vợ chồng tôi là nhiều tài lẻ lắm đó. Vậy là khách đến đây không những thưởng thức mì đâu nha, mà có thể coi văn nghệ được luôn á. Dạ dạ, vậy bây giờ muốn coi không? Dạ dạ, muốn rất sẵn lòng. Xem nè. Dạ, xin mời anh chị. Hello chị hai. Hello anh Bảy. Trời đất ơi, chị đi đâu mà trên mặt của chị phấn đấu phấn khởi quá vậy? Trời, anh Bảy đi đâu mà mặt anh Bảy nhìn hài hước khống hỉnh quá vậy? Tôi đi ăn đám cưới thằng ba. Còn tôi đi ăn đám ma thằng ba. Ê, cho tôi gửi lời chia buồn tới thằng ba nha. Còn cho tôi gửi lời hỏi thăm tới thằng ba nha. Trời, anh chị đủ vui với em, vui chưa? Phải có một cái chút gì đó ý nghĩa lắng động chứ. À, là bây giờ muốn cảm xúc, muốn lắng động hả? Dạ dạ, đúng rồi. Rồi, được rồi. Xem nè. Hello chị hai. Hello anh Bảy. Đâu mà mặt của chị phấn đấu phấn khởi vậy? Anh Bảy đi đâu mà mặt anh Bảy hài hước hớp hỉnh vậy? Tôi đi ăn đám cưới thằng ba. Còn tôi đi ăn đám ma thằng ba. Chị cho tôi gửi lời chia buồn tới thằng ba. Vậy cho tôi gửi lời chia buồn tới thằng. Thôi, dạ, em đã có đủ dữ liệu để em về em dựng clip rồi. Cảm ơn anh chị. Nghĩ làm sao hả? Quán mình buôn bán được rồi thì bây giờ cứ buôn bán rồi kêu phóng viên lại đây làm chi nữa? Nãy giờ tốn thời gian không có làm được cái gì hết trơn á. Được chứ. Ai vậy? Ai đây? Ta chính là xã hội đen. Sáng giờ buôn bán hủ tiếu thấy phóng viên lại phỏng vấn ghê gớm, chắc nhiều tiền lắm.
cho tiền bảo kê đi. Từ trước tới giờ khi tôi buôn bán ở đây chưa một ai bước vô đây đòi tiền. Vậy là ngươi chưa biết tiền sử của ta à? Ta tên là Lạc Trôi. Bởi vì ta chính là một kẻ trôi sông lạc vợ, thất lạc gia đình từ nhỏ, trong đó có một đứa em. Tính cách của ta là ta lạc trôi tới đâu thì ta đòi tiền tới đó. Hôm nay ta lạc trôi tới đây, mày mà không đưa tiền cho tao là cái quán mì của mày cũng lạc trôi theo cái tên của tao luôn đó. Anh biết rồi, anh sẽ đi xuống nấu mì, em giải quyết đi. Nè anh Trôi, anh chưa biết tôi là ai cho nên anh mới tới đây đòi tiền quán mì của tôi đúng không? Mày là ai mà ghê dữ vậy? Vậy là chứng tỏ anh chưa biết nguồn gốc quê quán của tôi ở đâu. Quê quán của mày ở đâu mà tao phải sợ? Tôi sẽ hát một bài hát, anh đoán thử con quê tôi ở đâu. Mời mày hát. Baby I'm so lonely, 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 lonely. Cái bài này quen đó mà qua cái miệng mày cao tao thấy tao lạ quá vậy. Tao nhớ rồi, đây là bài Lonely của nhóm nhạc Hàn Quốc 2NE1 à? Đúng. Vậy là ý mày nói mày người Hàn Quốc hả? Sai. Lonely là cô đơn. Nhà mày ở cô Bắc cô Giang hả? Sai. Chứ quê nhà mày ở đâu? Long An. Đừng có xàm nha, nãy giờ trong bài hát tao không hề nghe chữ Long An nha mày. Nghe lại nè. Baby I'm so Long An, Long An, Long An, Long An, Long An. Ê, nãy có ca câu đó hả? Hồi nãy là tại vì tôi liếm lái cho nó hay thôi. Bây giờ tao hát đúng cái nghĩa của nó đó. Long An. Nó nghe này dễ dụ tôi liếm qua quê tôi cũng được. Vậy ví dụ là Baby I'm so long xuyên, long xuyên, long xuyên, long xuyên, long xuyên. Có sao không? Nhảm nhí ai người tàu lao. Ủa, quê ai sao là hát vậy chứ tôi cũng hát được. Baby I'm so long đi an giang an giang an giang an giang. Quê đâu? Ngã năm chuồng chó. Cái gì vậy hả? Tới đây là để tôi thu tiền bảo kê, bây giờ có đưa cho tôi không? Không đưa. Không đưa đúng không? Không đưa. Đập quán. Ê, anh ơi, em đập quán không được rồi, bây giờ sao? Em đi kêu công an nha. Ê, không, đừng có đi kêu công an. Chứ bây giờ đó là đập quán mình kìa. Không, bây... đừng có đi kêu công an. Tại sao không được kêu? Bởi vì đây là anh trai của anh đó. Anh không nhận ra em sao anh hai? Không thể như vậy được. Phải. Không phải. Tại sao? Em tôi là con gái. Thời gian dần trôi, em đi chuyển đổi giới tính rồi. Trời ơi! Vậy là bao năm nay hai đứa mình là chị em mà tôi không biết. Tại sao vậy? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao không nói cho tôi biết chuyện này hả chị? Tôi có nói bà cũng đâu có hiểu đâu. Ông bà anh yêu nhau thời chưa có tivi, còn anh với em yêu nhau thời chưa có 3D mà. Vậy em chính là em gái của anh. Anh trai. Em gái. Em khoan, xí đi. Hôm bữa má ông ngồi khóc với tôi lắm luôn á, nói là bà bị hiếm muộn đẻ được có mình ông hả? Thì bữa bà buồn rồi vài bữa sau bà vui bà đẻ thêm đứa nữa đó. Nếu bà đẻ đứa nữa nó là em ông chứ sao là anh ông được? Cứ biết vậy đi đừng có hỏi nữa. Nhưng đây là anh nhận lộn rồi. Không có lộn đâu, biết vậy đi đừng có hỏi nữa. Đã nói là nhận lộn rồi. Thế cuối cùng là sao? Em gạt anh đó. Đứng dậy. Thôi đi. Dám đụng chạm vô nỗi đau tận trái tim của tao mà làm trò cười à? Quay. Bao quanh khắp nơi đây không cho đứa nào ra hết. Tao phải xử hai cái đứa này. Không. Nè, đừng. Anh không được đụng tới chồng tôi đó. Nè, mày là con gái, kìa mày ra chỗ khác nè. Ê, không, nè. Anh không được đụng tới chồng tôi. Đừng mà. Em gái. Em chính là em gái của anh, đúng rồi, em là em gái của anh. Nói cái gì vậy? Trên cánh tay em có hình xăm hai câu thơ. Nhưng đáp hai câu thơ này với hai câu thơ của anh sẽ ra một bài thơ nói về công thức nấu mì của gia đình ta. Trứng gà cộng với bột tươi, 8 cân 4 lạng thì mì mới ngon. Nước lèo nấu đúng chu kỳ, nửa đêm xuân xuống kiên trì ngồi canh. Em gái. Anh trai. Tôi tìm
được em vui quá em gái. Anh trai. Khoan, tất cả hãy dừng lại. Bác rảnh. Chú là chú của hai con. Mười năm qua chú ngồi đây ăn mì. Mười năm chứ ít ỏi gì. Bởi vì chú cảm nhận được hương vị mì quen thuộc ở đây. Câu chuyện vừa rồi hai đứa kể, chú chắc chắn rằng hai đứa là cháu của chú. Không thể nào. Làm sao tôi có thể tin ông là chú ruột của tôi chứ? Nước lèo cộng với mì tươi thêm bốn lát thịt mới là mì da. Đúng rồi. Chú. Cháu. Chú. Con là anh trai trong gia đình mà không chăm sóc được em gái, con xin lỗi. Không. Con mới là người có lỗi. Bao nhiêu năm qua con có mắt như mù, sống bên cạnh chú mà con không nhận ra chú để báo hiếu cho chú. Con mới là người có lỗi. Không. Anh mới là người có lỗi. Anh là chồng của em mà không biết gì về gia phả nhà em, để cho em phải đi nhận từ lừa hột dưa làm bà con. Anh đúng là thằng chồng vô dụng. Anh mới là người có lỗi. Không. Chú mới là người có lỗi. Tại vì chú nhận tụi con quá trễ. Nếu như chú nhận tụi con sớm hơn thì thằng anh mày đâu phải là giang hồ, con em đâu phải đi buôn bán như vậy, còn thằng này đâu có lùn như vậy. Chú, để kỷ niệm ngày chúng ta gặp lại và xóa bỏ hết những lỗi lầm quá khứ, con sẽ đổi quán mì của mình thành tên Mì Đoàn Viên. Đến với em vào một ngày trời đẹp nắng, một ngày phượng hồng thắm trong đôi mắt buồn xa xăm. Phượng hay bâng khuâng tưởng chừng như cô đơn, nên khi chiều xuống thấy vẫn vương trong tâm hồn. Em có biết không, hè về phượng hồng đẹp lắm, tình mình càng nồng thắm cho bao ước vọng cao dâng. Giờ trong tim tôi màu hồng không phai phôi, xuân qua hè tới ta nhớ nhau luôn phượng ơi. Lòng vẫn hay buồn vì đời thay đen đổi trắng, người dối gian. Dẫu là niềm vui cho những người nhiều tình yêu, càng xót xa nhiều. Trong tiếng hát ve phượng. Trai! Trai ơi! Trai ơi! Trai rồi! Trai ơi! Trai ơi! Trai ơi! Hùng ơi, Hùng. Hùng ơi, Hoàng Phi Hùng. Nhạc là nhạc Hoàng Phi Hồng. Mày tên Hoàng Phi Hùng, mắc mớ gì mày múa? Tao quên khuấy đi điều đó. Hi, Hùng, Hùng, Nguyễn Phi Hùng. Sáng em hôm nào, em đưa linh hồn.
Ui da. Cái người ta là Nguyễn Phi Hùng, còn của mày tên là Nguyễn Phi Hùng. Mày không có chữ G. Mỗi lần đi nhậu mày xui dễ sợ. Ê ê, Hùng cái mày đi luôn à. Nghe kêu Hùng tao đi luôn là phải rồi. Không sao, mày gặp nhau là tốt rồi. Hùng. Cách đây 15 phút tao với mày xa vắng nhau. Bây giờ tao với mày gặp lại nhau rồi. Mừng quá. Hùng. Amen. Yeah. Anh chụp. Mày lúc nào cũng vậy á, mày giỡn thế là mày còng rồi sao? Mày cũng vậy thôi. Mày cũng vậy á. Tao không thèm chơi mày nữa. Tao không có thằng bạn như mày. Nghĩ ra mày. Thì chơi. Đi đi. Hùng ơi, bọn mình chung lớn chung đôi. Thời gian vàng son ngang ngồi qua rồi. Món nợ không vay chứ trả cho thầy. Mười năm háo giấy viết mòn bàn tay. Hùng, tao với mày vẫn là bạn chứ. Đúng. Mỗi lần gây lộn với mày xong hát câu này không gây lộn nữa. Đúng. Tao với mày vẫn là anh em. Phải. Nhưng mà cái quan trọng là mục đích của mình vô đây làm cái gì người ta chưa biết nè. Thì bây giờ nói nè. Người ta chưa biết mục đích mình vô đây làm cái gì hết. Mày biết không, ngày mai tao với mày thi cái cuộc thi là tiếng hát bolero. Ừ. Và bây giờ tao với mày vẫn chưa có bài thi. 4 năm đêm mà thức trắng là chưa suy nghĩ ra bài gì. Rồi có nhớ không? Nhớ rồi. Đó, mà cái cuộc thi đó đối với chúng ta rất là quan trọng. Đúng. Tao với mày phải nhất định chiến thắng trong cuộc thi này. Bởi vì sao? Tao với mày có cùng một cảm xúc. Đúng, chung một hoàn cảnh. Cuộc sống đô thành đã khiến em sai. Điều đó em luôn nghĩ là tương lai. Người ơi đừng nói xa vời, chỉ thêm ngậm ngùi thiên tha chôn vùi tình mồ côi. Cuộc sống đô thành chia rẽ đôi ta. Chẳng hề phôi phai mà sao tình bỏ đi rồi, cũng do ông trời cánh chia đôi mình phải không em. Hay lắm, hát hay lắm, hát hay lắm. Đúng, hát nãy giờ người ta vẫn chưa biết mục đích mình vô đây làm cái gì. Bởi vì mày thấy không, hoàn cảnh của tao với mày, bạn gái bỏ tao với mày ra đi. Đúng. Chạy theo đồng tiền đi theo một đại gia. Đúng. Tại vì sao? Nó chê tao với mày là hai thằng thợ điện nghèo, không có tiền để chăm sóc cho nó. Thôi được rồi, gái thôi mà, bỏ qua bên đi. Đúng. Không có gái không quan trọng. Đúng. Cái quan trọng là sự nghiệp của mình. Đúng. Sự nghiệp ca hát của mình là sự nghiệp chiến thắng cuộc thi bolero. Đúng. Phải. Chính vì vậy tao mày phải đến nhà hát này, một nhà hát cổ. Cách đây 20 năm, ngay tại chỗ này đã xảy ra một vụ cháy, quả hoàng rất là lớn. Tất cả mọi người trong rạp đều chết hết. Đều chết hết. Đặc biệt, trong rạp hát này có một điều rất đáng sợ. Có một điều rất đáng sợ. Mỗi khi bước chân vào rạp hát, khán giả, khán giả sao? Toàn nghe hát thôi. Khán giả vô dạp hát, người ta coi hát là phải rồi, không vậy lẽ vô coi đá banh. Chưa hết đâu, cái này còn đáng sợ hơn. Cái gì? Trong vụ hỏa hoạn đó, có một nhạc sĩ đã tử nạn. Một nhạc sĩ tử nạn? Mà cái nhạc sĩ đó có một biệt tài mà hiếm các nhạc sĩ khác mà có được. Có một biệt tài mà hiếm các nhạc sĩ khác có được. Biệt tài gì? Biệt tài gì? Sáng tác nhạc. Sáng tác nhạc. Hình
như là mày không ăn nấm tao ăn cơm không ngon đúng không? Sao vậy? Nhạc sĩ là phải biết sáng tác nhạc, không lẽ nhạc sĩ đi ghi đề? Mày mới nên nhớ một điều, nhạc sĩ sáng tác nhạc này là nhạc sĩ sáng tác nhạc bolero rất là giỏi, mày hiểu không? Sáng tác nhạc bolero, tao hiểu ý mày rồi. Đúng. Có nghĩa là tao với mày vô đây kiếm nhạc sĩ đó chính cho mình cái bài hát. Đúng. Bởi vì tao biết được ông ấy có rất nhiều bài hát, hiểu không? Hiểu. Ngoài bài hát cái thị trường rất là nhiều, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại rất là nhiều rồi. Bây giờ mình kiếm bài hát khác, hiểu chưa? Như vậy bài của mình sẽ hay hơn. Tao hiểu rồi. Nhưng mà bây giờ mày có bị điên không? Thiếu gì nhạc sĩ còn sống, mày không chịu xin, mày kiếm ông nhạc sĩ chết mày xin làm cái gì? Như vậy nó mới linh nghiệm hơn chứ. Nhưng mà bây giờ xin bằng cách nào? Đơn giản thôi. Cầu cơ. Thấy được chứ? Chứ cầu cơ mới giúp chúng ta đạt được mục đích thôi. Ok. Ông. Tại sao tự nhiên mắt mới lại xỉu chứ? Nè, cầu cơ ra mặt có gì phải xỉu chứ? À, cái này mới đáng xỉu nè. Không không, buông ra, tôi muốn xỉu. Tao cho mày chết luôn nè. Mày xỉu với mày xỉu tư thế ngộ nghĩnh vậy. Ủa vậy à? Hả? Đứng dậy đi. Ủa sao vậy? Ủa hai cái thằng điên. Ủa là người ác, người ta đêm khuya vô đây phá phách. Ủa là người. Ủa đất ơi. Ủa chú là ai vậy? Là con người. Hả? Trời chú chi bảo vệ. Su tu su ti cu ti bảo vệ. Hả? Bảo vệ. Mày biết rồi, bảo vệ. Không biết đọc tiếng Anh bạc nói thì tiếng đọc rồi đó. Trời chú chi. Thôi bỏ đi. Đọc tầm bậy tầm bạ không mà. Ý. Ủa mà vô đây làm chi? Dạ tụi con là. Tụi con. À! Tụi bay là bảo vệ mới vô đây thay tao đúng không? Dạ dạ dạ. Trời ơi, đúng rồi đúng rồi, vậy là đúng rồi. Trời ơi tôi làm mấy chục năm trời tự nhiên có người vô thay tôi được nghỉ hưu rồi, mừng không, quá trời không, ơi. Mày chung quá đi mày hỏi. Mày tên gì? Con tên Hùng. Cái gì Hùng? Hoàng Phi Hùng. Ủa hay quá, cái tên võ thật quá. À. Ủa hay thiệt. Ừ. Con tên gì? Con tên Hùng mà mọi người hay gọi là Hùn. Hùn hả? Dạ. Cái gì Hùn? Nguyễn Phi Hùn Hùng. Ủa hay quá, cái tên hay quá. Cái tên giống ca sĩ quá. Ê, chú tên gì? Tao cũng giống tên tụi bay luôn. Tên gì? Tao tên Hùng. Cái gì Hùng? Thiên mệnh anh Hùng. Trên đời này có người họ Thiên mệnh luôn hả? Không, tao không, tao Thiên. À, thiệt. Họ Thiên là con ông trời hả? Ủa chứ còn gì nữa? Chú họ Thiên thiệt mà. Ôi. Mà làm như nha, cái nhà hát này làm như có cái huông vậy trời. Ai tên Hùng cái vô đây cũng làm bảo vệ ha. À, vậy ừ, không ai được làm hơn gì nha. Ê, bay làm bảo vệ đi nha. À. Nè, chú giao nguyên cái gian sang này cho tụi con. Vậy hả? Nguyên cái gian sang này cho tụi con. Tụi con phải nhớ phát huy nó lên. Dạ. Nha. Bảo trì và phát huy nó lên. Dạ. Nghe chưa? Nghe vậy. Dạ. Trời ơi mừng quá, gặp được tôi. Chú mừng quá. Dạ. Mới vô nghề hiểu không? Dạ. Ừ. Chú vô nghề từ nhỏ lớn rồi. Trời gì ghê vậy? Ừ. Là chú làm bảo vệ từ nhỏ lớn luôn hả? Thiệt. Chú hồi nhỏ chú đã đi theo ba chú vô cái đoàn hát này. Dạ. Rồi chú lớn lên cái chú được làm bảo vệ. Dạ. Chú đã chứng kiến được những cái bước thăng trầm của cái nhà hát này. Dạ, kể con nghe với chú. Hồi xưa nhà hát này đông lắm con. Dạ. Người ta vô nhà hát này nhiều lắm. Khán giả bu đen bu đỏ vậy đó. Mà bây giờ làm như khán giả giờ không có thích này sao? Không ai vô nữa. Nhất là 3 tháng hè 90 ngày đó. Họ đi phượt, đi Vũng Tàu, đi picnic. Không ai vô nhà hát này nữa. Bởi vậy mỗi năm đến hè lòng mang mát buồn. Chính 10 ngày qua chưa trang tình thương. Ngày mai xa cách hai đứa hai nơi. Phút gần của nhau mất rồi. Tà từ là hết người ơi. À. Tiếng ve nức nở. Thôi bỏ đi bỏ đi. Ủa sao sao vậy? À, tao liếng cái chuyện đó là thấy cuộc đời tao nợ không à? Ờ hay à, tiếng hay hát vậy. Có muốn ngó hát không? Tiếng ve nức nở. Khó hát không? Khó lắm, mấy ai làm được? À, mấy ai làm được như chú? À, thôi bây giờ như nè, ở đây nha. Chú giao gian sang lại cho tụi con nha. Dạ. Đây chìa khóa đây. Còn bây đây, giờ con chú đây hãy bảo trì và phát huy gian sang này là của con. Chú đi nghỉ dưỡng đi. Đúng, đúng. Chú đi nhé. Ê, ê mà khoan đã, khoan hỏi cái coi. Dạ. Mùa này mùa gì? Mùa hè. Mùa hè hả? À. Mà tắt đi ba ơi, bực quá. Chú 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 có sao chú? Trời. Chú chú có sao chú? Không không sao, không sao, không sao,
không sao đâu. Ủa, sao nguyên cái đèn rớt trong đầu chú không trời sao? Ơi, trời ơi, nguyên cái đèn chùm nó rớt, cái nhà hát này cũ kỹ rồi, đèn chùm nó rớt hoài à. Mình vô đây mình là bảo vệ, mình phải có kỹ năng né. Dạ, chú né được hả? Né được, không, mấy lần trước được, lần này rớt trúng cái đầu rồi. Gì? Thì sao? Quất cái bùm trúng cái đầu. Nghĩa là sao? Phụt ra. Phụt gì? Chú đã chết rồi con à. Trời! Có ai chết mà khùng khùng như tao không? Gì không có chết hả? Xuống Diêm Vương cho nó xử bắn tao luôn thì. Thì sao nè? Không chưa giỡn tụi mày thôi, chứ mấy cái này là chú giỡn. Tại hồi xưa cũng nó mê đóng kịch đó. Vậy hả chú? Mê diễn hề lắm à. Mà không cho. Sao vậy? Mò cánh gà không mà làm hậu đài. Ôi thương bởi quá bởi vậy giờ ước mơ. Nè, thật sự như nãy chú vô chú biết tụi bay không phải là bảo vệ mới đúng không? Dạ, ôi, chú biết bảo vệ. Chú làm gì cái nhà hát cũ kỹ mà có bảo vệ mới, chú vẫn còn yêu nghề lắm, chú vẫn phải làm việc nhà hát này thôi. Dạ. Nhưng mà chú nói tụi con nghe, thấy vậy thôi á, nhà hát này không còn sáng đèn nữa, không còn khán giả nữa. Nhưng tối nào cũng có hàng ngàn người bu đen bu đỏ xếp hàng ở ngoài trước. Con biết để làm cái gì không? Làm cái gì? Một cái chuyện rất quan trọng đó là vô đây để cầu xin ông nhạc sĩ đã tử nạn vào cái vụ án 20 năm trước. Nếu như chú nói như vậy thì họ đến đây họ xin cái gì? Họ xin rất nhiều thứ. Cái gì? Có một số người đa số là xin đề. Xin số đề? Xin gì nữa? Một số người xin nhập hộ khẩu. Xin nhập hộ khẩu? Rồi xin cái gì nữa? Một số người, cái số này mới ghê gớm, xin một cái món rất lạ luôn mà vô đây không bao giờ có người khác xin được. Xin gì? Sinh nhật. Là happy birthday to you hả? Đúng rồi, đúng rồi. Sinh nhật không làm chỗ khác, làm chỗ đây chi vậy? Bậy à, đang làm chỗ đây không khí nó ma quái, nó mới có cảm giác dùng dợn, hiểu không? Trời ơi, làm ở ngoài đường mấy ai được có cảm giác như bây giờ, đúng không? Trong đây mới dùng dợn. Biết rồi. Nói hoài thôi. Bây giờ nè, cầu xin ông nhạc sĩ đi. Dạ, dạ. Ráng cầu xin bi lên một chút xíu. Dạ, bi lên, ông sẽ lên. Dạ. Đúng không? Ta đi à. Chú không ở đây với tụi con đi. Ở đây chi? Tao với ông thạc sĩ có thù mà. Sao có thù? Có tao ở đây, ông không bao giờ hiện lên đâu. Sao kỳ vậy? Hồi xưa chả cướp ghệ tao. Cướp con ghệ tao, tao buồn chứ. Mà cướp ngay mùa hè mới đau. Mỗi năm đến hè lòng mong mang. Thôi được rồi. Chú, coi chừng, coi chừng. Coi chừng. Có sao không vậy? Không. Không sao, lần này chú né được. Thôi nhìn phải cầu. Không còn thời gian nữa, nhanh lên đi. Hết thời gian rồi. Hết thời gian rồi. Bây giờ cầu nha. Cái cầu nha. Ở cái bài cầu, bài cầu à. Hồ hồn. Hồn ai ở chốn phiêu bồng, qua đây hồn cũng vui lòng ghé chơi. Dẫu hồn ở khắp mọi nơi, rảnh rảnh qua đây đàm đạo chuyện đời trần gian. Chạy rồi. Chạy rồi kìa. Cơ chạy rồi. Hay quá. Chạy chữ T nè. Chạy chữ T. Chạy chữ A. Chữ A. Chạy chữ O. Chữ O. Chạy chữ L. L. Chạy chữ A. Chữ A. Chữ L. L. Mới tào lao à. Đang cầu mà tào lao sao được. Em biết rồi, lại à. Chạy rồi. Chạy lại rồi, chạy lại rồi. Chạy lại rồi. Ra chữ gì đây, ra chữ gì đây. Ra chữ gì đây. Mày cầu hồn, cầu hồn. Mày cầu cái đàn guitar, chứ vậy cái đàn guitar xuất hiện kìa. Mày đi thì sao cầu đàn guitar kìa. Trời ơi. Trời ơi. Tao cầu bài thơ chứ đâu phải cầu hợp âm đâu, sao ra cái đàn. Sao đi, còn cái tay của ai vậy? Mất cái đàn, mất cái tay luôn rồi. Mày đứng coi. Ý, còn cái tay nữa kìa, đang làm cái gì vậy? Đang quất mày kìa. Chạy vô đi, chạy vô đi. Mày đi à, quất cái tàu kìa, chạy vô đi. Làm sao tao chạy vô được đây? Quay, quay, quay. Kéo tao ra, kéo tao ra, kéo tao ra. Cái lên đó. Đó, ít nhất mày nắm tay tao chặt thiết chứ. Đúng rồi, đúng rồi. Không thiết nè, cố gắng kéo lại. Ê. Ôi, không. Không ơi, không. Không ơi. Ôi, cái gì vậy ba? Tao lên, tao đang ngủ. Tao ngủ cái thằng bạn con đâu? Tao trong đó, mày không kéo nó ra, kéo tao. Không, tao không ngờ luôn á. Mày cứ kéo tao không kéo, mày kéo bác bảo vệ. Bảo
bảo vệ à? Ừ. Mình nói nhấn nhá bảo vệ. Ghê, tao thích kêu kêu cái bảo vệ. Mà đã làm gì hả? Chú ngủ ngủ chuyên lớp đó gì hả? Tao kêu tụi bay chủ yếu là kêu tụi bay vô lấy cây đàn cho ra để cầu ông nhạc sĩ lên. Thì kêu chú không đem ra luôn đi. Tao làm biến. Tao phải có quyền làm biến chứ. Có mấy bước rồi chú đưa ra cho tụi bay. Mày, tao giúp đỡ tụi bay mà. Rồi. Ông nhạc sĩ này phải có cây đàn, phải hát một bài bolero. Ông mới lên à. Chú muốn ông lên là lên à. Thì ha. Hiểu đi của chú rồi. Làm đi bây giờ. Ông nhạc sĩ á. Ông nhạc sĩ bây giờ là sao? Rồi nói đi nói. Cái gì? Ông nhạc sĩ bây giờ là phải là có cây đàn mới lên đúng không? Đúng rồi, có cây đàn mới lên. Thì ví dụ là bây giờ mình cầu ca sĩ xong. Có cây micro là lên liền. Hay ha. Vậy mình cầu bác sĩ. Con dao mổ. Hay quá, thí dụ cầu này hơn chút xíu là cầu vệ sĩ sao? Có cái dùi cuối à, Vậy bây giờ mình cầu loài sĩ thì sao? Trời, con mắt mày tin không? Mày hỏi hơi nhiều quá. Trời ơi hỏi gì à, con hiểu rồi. Lẻ một chút xíu đi chứ. Rồi, chú nói con hiểu rồi. Chú nói vậy con hiểu rồi. Có nghĩa là con ma này mỗi lần đánh bolero nó sẽ lên đúng không chú? Đánh bolero là con ma này sẽ lên liền. Con biết con ma gì rồi. Con ma gì? Con ma chủ đề. Con ma chủ đề à? À ý mày nói là con ma chủ đề bolero hả? À, đúng rồi. Chủ đề bolero. Đúng. Dòng này mày rớt chắc. Tao nói mày rớt. Ví dụ tôi rớt chắc ông còn đậu ha. Suy nghĩ đi nè. Tao phải suy nghĩ chứ. Tao phải suy nghĩ một cái hướng ra chứ. Hướng ra sao nè? Tao sẽ ra bãi xe lấy xe về nhà luôn. Ê, ông nghĩ ông ra bãi xe chắc tôi cũng ra bãi xe với ông à. Ê, cậu tao đây chi à? Ủa chứ mày lo phận sự mình mày không được hả? Mày khùng hả? Ai ngờ tưởng mày gánh tim. Khùng hả? Thôi được rồi, vô thôi. Nhanh lên. Thì chúng ta phải cầu đúng không? Cầu bằng cây đàn. Cây đàn đâu? Ai mà biết ông đâu có đưa cây đàn cho tao. Cây đàn đâu? Ông này là ông nhạc sĩ đúng không? Bolero. Mà ông chết. Ông chết là chắc chắn sẽ chôn nghĩa trang đúng không? Đúng rồi. Vậy thì mình sẽ hát bài về nghĩa trang. Không. Đồi thông hai mộ. Mày điên, hát thành phố buồn. Thành phố. Nó liên quan gì tới cái nghĩa trang? Cứ để cho nó buồn buồn là được rồi. Bây giờ đàn tao hát đúng không? Ừ, chuẩn bị nha. Chuẩn bị. Vô. Thành phố buồn nhớ không em, ngày chủ nhật ngày của đôi mình. Thành phố nào vừa đi đã mỏi, đường quanh có quyền gông thông già. Lạc quá ha. Lạc thiệt luôn. Lại coi nè. Không lẽ không làm được. Không lẽ không làm được. Bắt lại. Thành phố. Thành Thành phố buồn. Thành phố buồn. Để tao hát luôn cho. Mày hát luôn. Không có được. Trời ơi, không có được. Không có được. Mày không thể nào hát được. Mày tên Lạc Hoàng Long mà thằng ngu. Liên quan gì? Mày đàn lạc dây đó. Mày biết không? Để tao bắt tông luôn cho. Thành phố buồn. Buồn quá buồn. Buồn nhạc đi chứ nè. Thành phố buồn lắm tơ vương. Chưa có hát xong mà. Hát có nhiêu đó mà cũng lạc lên lạc xuống. Nghe mà học hỏi đây. Thành phố buồn nhớ không em, nơi chúng mình tìm phút nêm đêm. Và con đường ngày xưa đã mỏi, chiều quanh co nguyện gốc thông già. Nhìn bên đây ôi cái môi trẻ. Chẳng hay hai người gọi ta ra đây có chuyện gì? Nếu như ông đã xuất hiện rồi, chúng tôi muốn xin ông một chuyện. Tôi muốn xin. Xin cái gì cũng được. Đánh đề cũng được. Xin khổ hậu khẩu cũng được. Nhưng đừng có sinh nhật là được rồi. Ủa sao kỳ vậy? Tại sao không có sinh nhật? Tụi bay bài tao dọn cực lắm. Tụi con thực sự đến đây là xin cái bài hát. Dạ. Con biết ông có những bài hát hay lắm, cho nên tụi con tới đây xin. Để ngày mai tụi con đi thi. Muốn xin gì thể loại gì? Bolero.
Muốn bolero thì xin hai cậu phải tìm một người khác. Tìm ai? Ronaldo. Từ trước tới giờ người ta chỉ nghe đi thi là solo cùng bolero, bây giờ có solo cùng Ronaldo nữa. Đúng, rất là chiều. Còn những người khác nữa, Ronaldinho, Mr. Siro, Rao Cần Ô. Rao Cần Ô. Các cậu không thể nào tìm được tôi bởi vì tôi không phải là nhạc sĩ bolero. Chứ ông là ai vậy? Nhạc sĩ rap. Anh chẳng có tiền mình trong cuộc cực lắm, những còn thiếu vậy. Nói thiệt là không nghe được gì luôn á. Chậm chút xíu được không? Anh sẽ vẫn tìm trong cơ cực để lắp đèn nhuận của còn thiếu về. Yeah. Ủa vậy cái ông nhạc sĩ mà bolero mình cần tìm đâu? Chứ mà là ông hả? Ông là nhạc sĩ mà. Không, ngày xưa là nhạc sĩ bolero thôi. Bây giờ tôi đâu phải, tôi là nhạc sĩ rap mà. Vậy ông là như thế nào? Thì tôi là nhạc sĩ rap, đi vô đây để xin mấy ông nhạc sĩ bolero cho mấy bài rap thôi. Là ông nguyên trang tụi tôi luôn hả? Thì đúng rồi. Ủa sao kỳ vậy? Cái kỳ nào ông bảo vậy? Sao vậy ông ơi? Khác vậy? Tao với mày thôi mà sao đi có một chút nội xuất hiện lần sau. Đúng rồi. Thì mày nói gì? Ông bảo vệ, ông nói là có hai đứa tư thôi. Bị điên hả? Bảo vệ nào ở đâu ra? Ở đây không có bảo vệ. Bảo vệ nhà hát nè. Ông bảo vệ, ông hay hát bài mà mỗi năm đến hè đó. Không có ai hát cái bài đó, đó tầm bậy tầm bạ, ở đây là có tôi thôi chứ không bảo vệ nào. Tầm bậy à. Rồi nó coi mọi người, tôi quan sát đi, tôi đã nói là ở đây không có bảo vệ nào hết. Có bảo vệ. Lì gì mà lì dữ vậy trời. Muốn cái gì vậy, phải có chứ. Đi nè. Nè, bảo vệ nào? Ta đây nè. Chú, sao chú kỳ vậy? Chú nói trong đây có hai đứa con thôi, bây giờ sao lòi thêm người nữa vậy? Ở dưới này nè. Đó đang ngồi đứng đang quỳ ngồi chầm hổm nè. Có ai đâu mà mày nó giỡn quá. Dưới này nè. Nè. Không có ai không thấy. Xoay người lại nhìn xuống. Xoay người lại nhìn xuống. Không có bảo vệ. Không thấy luôn á. Bây giờ chú thấy con không? Tao thấy, tao đâu có đuôi. Thấy con không? Thấy. Chú thấy con không? Nè, tao đang đứng thấy mày nè. Cái gì? Chú thấy thằng bạn con đúng không? Thấy này. Rồi chú đang bạn con đúng không? Mày đang hỏi ai? Hỏi chú đó. Sao nó hỏi tùm lum vậy? Tao thấy. Thì chú thấy à, chú bên đây không? Không thấy được. Sao rối ren quá vậy? Rối ren lắm cô ấy. Ê, cuối cùng mày có thấy tao không? Tao thấy mày thấy tao không? Không. Chấp. Không, tao thấy mà tao rối quá. Không thấy gì hết luôn. Ủa sao kỳ vậy, bây giờ thấy không thấy xói quá. Ủa bây giờ làm gì rối quá, mày rối quá cái gì? Tao giỡn mày thôi, thật sự ra tao thấy bạn già tao mày ơi. Giỡn cho vui thôi. Giỡn cho vui thì mày ơi. Trời ơi trời. Mày chưa thấy nhau đúng không? Thấy. Mày thấy con là hết không? Mày thấy diễn sức kìa không? Thì đó. Giống như không thấy. Ờ nó thấy dễ sợ luôn. Mà mắt có liếc liếc kìa. Ờ. Tao có diễn sức. Mà nè. Gì? Không, cái nãy chơi là vui đó. Thì vui. Nhưng mà cái quần hơi hôi nha. Hôi thiệt hả? Banh mũi luôn. Thiệt hả? Thiệt. Quần tao lấy của mày đó. Mày lấy quần tao hả? Lấy. Rồi sao mày mặc vừa? Thì đâu, đi ra tiệm mai bóp lại. Ôi. Ủa vậy sao? Rồi xong chưa nè, xong cái khu bên đây chưa? Xong rồi. Bây giờ tương tác cái khu bên đây nè. Tương tác đi chứ trời. Mà sao là cuối cùng sao là sao vui thôi điểm. Thấy tụi kia con cầu ba cái bolero này nọ á, giỡn cho vui thôi. Ừ. Thật sự ra bố này mình chết hết rồi. Chú sao vậy? Chú giỡn ngoài chú, tụi con sống mà, để nó gặp nói chuyện chú bình thường mà. Con không nhớ cái vụ án năm xưa hay sao? Chú... Hả? Tụi con không nhớ cái nhà hát này hồi xưa đang hát xảy ra một trận hỏa hoạn rất lớn. Hai đứa bay vô đây làm việc cũng dính luôn trong cái vụ cháy đó. Là tụi bay chết rồi, tụi bay không nhớ hả? Nhưng mà tao ngày nào tao cũng phải ra đây tao nhắc lại tụi bay là tụi bay chết rồi, tụi bay vẫn không tin. Tụi bay cứ nói với tao là tụi bay chưa chết rồi, tụi bay tin rồi. Bây giờ tụi bay lại làm lại nữa, tụi tao ra đây rồi lại nhắc mày tiếp nữa. Có nghĩa chú nói, bây giờ chú nói là hai đứa con chết rồi đúng không? Đúng, hai đứa chết rồi. Con muốn biết là tại sao con chết, tại sao tụi con chết? Tới giờ ăn rồi, tới giờ ăn rồi. Chư vị khuất mài khuất mặt ơi. Về ăn nha, về ăn đầy đủ nha. Rồi, giải tứ phương. Có cơm nè, có cơm rồi nè. Có cơm rồi nè. Đó, cơm cúng đó, ăn vô mà không tin mình chết hả? Tụi bay đang ăn cơm cúng đó. Tụi bay tin chưa? Đã nói rồi, phải tin chú chứ. Chú ngày nào chú ra chú nhắc cái chú già rồi, cứ bắt chú nhắc hoài. Còn ông nữa,
đứng nghe không à, phải nói một cái gì cho nó có lý đi chứ. Thì bây giờ nói nè. Nói đi. Thấy là ông nói đúng đó. Ít nhất là phải có những cái câu nó như vậy để mở đầu cái câu chuyện. Ừ. Đúng không? Thì... rồi tiếp tục nè. Mày nói hết ý luôn rồi đó. Mày đứng đâu đi. Tưởng nó hay nó không nói được cái gì hết. Tụi bay chết hết rồi. Chú vẫn chưa giải thích được cho con biết là tại sao tụi con chết. Tụi bay chết là bởi vì hồi xưa tụi bay chính là người thì... không đừng không cần giải thích. Kìa cô đó, nhìn cái nhìn cái người phụ nữ đó đi. Cô cứ vô trong này, cô cứ cúng, cô cứ khấn, nhưng mà cô đốt với tiền vàng bạc đốt ngang gì nhớ dập giùm con nghe, chứ không thôi quả hoài tội nghiệp con. Nhà cô cứ khấn đi, cứ khấn đi. Khoan cô ơi, cô là cái gì, ở là ai trong cái nhà hát này mà cô ra đây cô cúng vậy? Tôi là ca sĩ của đoàn hát trong vụ hỏa hoạn cách đây 20 năm đó. Vậy là cô chứng kiến vụ đó. Con có nghe nhiều người kể lắm mà con không biết sự thật là sao cô? Chuyện là vậy. Cách đây 20 năm về trước, sân khấu đang sáng đèn, mọi người đang biểu diễn, đột nhiên bị trục trặc kỹ thuật. Rồi có hai cậu thợ điện đến sửa chữa, nhưng mà không may đã làm xảy ra cái vụ hỏa hoạn tại đây. Tao nhớ rồi. Chính mày, chính là do mày. Thời điểm lúc đó là khi mày đừng cắm dây lại, kiên quyết mày không làm theo lời tao để xảy ra vụ việc quá hoạn đó. Tao không muốn như vậy, tao chỉ muốn sân khấu sáng nè để cho anh chị em nghệ sĩ được diễn phục vụ bà con tôi. Nhưng mà điều nguy hiểm mày không biết hả? Tao không muốn. Chết rồi mà cãi đâu cái gì nữa. Tôi mới là cái người phải đau khổ nè. Các cậu phải vui lên. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà còn sống á, tụi mình còn được đứng trên cái sân khấu này hát. Và khi chết đi rồi, tụi mình vẫn được hát mà. Cô, vậy là hôm nay cô tới cô thắp nhang cho... cho ông Dũng. Đáng lý ra 20 năm về trước, cô với chú đã thành vợ chồng rồi. Nhưng mà đáng tiếc vì vụ hỏa hoạn đó, cho nên cô chú không thể thành đôi được. Bây giờ tâm nguyện lớn nhất của cô lúc này á là được hát lại cái bài hát ngày xưa mà cô chú đã từng hát với nhau. Mà bây giờ ổng chết rồi, sao mà còn hát hò được nữa. Anh đến với em vào một ngày trời đẹp nắng, một ngày phượng hồng thắm trong đôi mắt buồn xa xăm. Phượng hay bâng khuâng tưởng chừng như cô đơn, đến khi chiều xuống thấy vẫn vương trong tâm hồn. Em có biết không, hè về phượng hồng đẹp lắm, tình mình càng nồng thắm cho bao ước vọng cao dâng. Giờ trong tim tôi màu hồng không phai phôi, xuân qua hè tới ta nhớ nhau luôn phượng ơi. Hồn dần xuống mà ai còn đứng im trong chiều sương xuống. Ê, trong chiều sương xuống ai đứng im nhìn mình vậy? À, hai vợ chồng xách vé xe lửa đó. Ủa sao vậy? Tại mày lấy cái vali của người ta kìa. Ê, ông nội, đứng lại. Ông nội, cái gì? Tự nhiên lấy vali của người ta vậy? Ủa, vali này của cậu đó hả? Ừ. Thì xin lỗi, nó cầm nhầm thôi.
À quên nữa, để trả bóp nè. Trời đất ơi, ông lấy cái bóp hồi nào vậy? Ê, à, cái bóp của cô hả? Đừng có nói ông là giống cái màu nha. Đâu có, đâu phải giống cái màu đó, nó giống cái kiểu á. Trời đất ơi, bạn ơi, giống quá trời giống, cho tôi mượn so sánh dữ nha vậy. Giống quá trời giống, bên này bằng da, bên này bằng vải, giống nhau hai chữ giờ. Ở ngoài những thứ này ra còn lấy cái gì nữa không? Thì còn. Còn bỏ vô đây. Ờ. Bỏ đây nè. Ờ trả không cái điện thoại nè. À, trả rồi. Trả cái sim nè. À, trả cái dây điện cục sạc nè. À, trả sạc dự phòng nè. Trả giấy chứng minh nè. Trời ơi, trả giấy hôn thú hai đứa bay nè. Ê, ê bà gái. Bà đi làm mà đem theo giấy hôn thú làm chi vậy? Cho người ta biết tôi có chồng. Yeah. À, trả không cái sổ đỏ. Ê, ê đi làm đem theo sổ đỏ chi vậy? Cho tao biết vợ chồng tôi có nhà. Yeah. Ừ. Tặng hai vợ chồng bay giấy khám bác sĩ nè. Gì vậy? Gì vậy? À, cho biết hai vợ chồng bay bị khùng. Yeah, yeah. Bỏ ngoài những thứ này ra còn lấy cái gì nữa không? À còn, còn một thứ nhưng mà không có liên quan đến hai vợ chồng cậu. Cái gì? Mà liên quan đến giao thông, giao thông vận tải rồi đó. Cái gì? Đây nè. Cái gì vậy? Cái thắng xe lửa á. Cậu ô cha ô cha. Cái thắng xe lửa cha không lấy nữa hả? Lấy luôn chứ. Lấy rồi hồi xe lửa lấy gì thắng? Yên tâm đi, đi tới ga mà nó không thắng được nó sẽ chạy một vòng nữa. Ê, ê, chạy nó coi, chạy một vòng nữa thiệt luôn kìa. Ê, xe lửa đứng lại tôi cắt cái thằng kia nào. Trời đất ơi, xe lửa chạy mà nó đòi dí theo nó gắn cái thắng. Ê mà nói này nghe Lạc ơi, Lạc, hai đứa mình ra trại bây giờ về nhà gia đình cũng xa lánh mình rồi. Cho nên là mình phải đi ăn trộm để có tiền trang trải cho cuộc sống mình nó khoai khỏa hơn. À đúng rồi. Căn nhà kỷ niệm. Thời gian trôi mau, 35 năm trong tù, hôm nay mới trở lại đây. Anh bướng bên tôi, lơm lơm nhìn khu phố vẫn còn đây căn nhà kỷ niệm. Vào một đêm không sao, 35 năm về trường, anh leo rào còn tôi bám ban công. Có ai ngờ đâu anh trượt chân té kêu thất thanh giữa đêm buồn. Ôi cha cha nhau mà cha nhau mày. Mày bị điên hả? Mày đi ăn trộm mà mày la cho lớn cho chúng nó bắt mày hả? Có ai ngờ đâu anh trượt chân té, anh im re không là gì. Ôi nhớ sao ngày ấy tuổi thơ ngây khép lại, anh với tôi hai tâm hồn phơi phới đã theo nhau đi vô tù. Ký ức vẫn đau đây, tay chân lại ngứa ngáy khi thấy lại căn nhà cũ. Anh nghĩ sao? Sao nè? Hay là ta quên đêm nay dọn sạch căn này? Anh nghĩ sao? Sao nè? Anh nghĩ sao? Mà sao sao nè? Mà anh nghĩ sao? Mà sao sao nè? Hay là ta quyên đêm nay dọn sạch nguyên căn, hai chúng ta đi vô gom đồ lẹ đi. Ê, mở được, mở được, mở được. Hành động. Động. Mày khùng quá, mày đi ăn trộm sao mày cười? Tao có cười đâu, che miệng nè. Nhớ nha. Ừ. Ăn trộm, ăn trộm, ăn trộm, ăn trộm. Có ăn trộm nè, có ăn trộm nè, có ăn trộm nè. Bắt nó đi, có ăn trộm nè. Có ăn trộm nè. Có ăn trộm nè. Trộm đâu? Trộm đâu mày? Đâu có ăn trộm đâu. Ủa vậy mày la làm gì? La phong long. Tính tao khổn căng họng mày không? Khắc nghiệt thật. Khắc nghiệt cái gì? Cái con két tinh kia đã nói một cái thông tin quan trọng như vậy á, thì chừng nào có ăn trộm thiệt á thì hãy báo. Nhà này là nhiều đồ quý giá lắm, biết chưa? Nhớ rồi. Ok. Fine. Yeah. Kỹ rồi đó. Nhớ kỹ lời tao nói đó, nghe chưa?
Cha quản gia này không điên tụi con mấy người. Cái nhà này có nhiều đồ giá trị lắm, lấy hết đi rồi đi, hiểu không? Rồi đang ăn cắp cái con két nó réo lên sao? Con két nó réo chứ đâu có chỉ điểm tao với mày đâu sợ. Đúng rồi, bởi vì bây giờ mình phải nịnh nó. Ừ. Ừ, chào két. Hello, hai nịnh. Cắn hột dưa không? Mày bị điên hả mày? Tao đậu trên cây lấy cái giò móc lên cắn hột dưa cho té trào máu họng hả ba? Ôi ơi! Tao bây giờ không mua cắn hột dưa chứ muốn làm cái gì? Hát đi. Thôi. Không hát tao la đó. Thôi khùng quá. Hát đi mà. Thôi. Hát đi tao la. Rồi chim tung bay hót vang trong bình minh. Cơn mưa đưa áo phong sương hành trình. Từ Long An mong quá Mỹ to xuôi về Gò Công Tiền Giang ngút ngàn như một tấm thảm lúa vàng. Hát hay quá, tao thích quá à. À, sao khóc vậy? Nhớ quê. Quê mẹ đâu? Mộc Hóa, Long An. Khóc nữa vậy? Khóc. Nhớ bà ngoại. Ngoại mày là ai? Angry Bird. Trời ơi, đời ngoại buồn quá. Phần làm con gái chưa một lần yêu ai. Nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường dài. Trời, nó phải có cái vậy nó mới chịu, mày hiểu không? Lần đầu tiên mà tao mới nghe thấy con két mà nó hát bolero á. 10 điểm chắc luôn. Ê, mày tim ai vậy? Đổi dịp tiên mập với chị Nam Thư dễ thương. Nam Thư, Nam Thư, I love you. Ê, vậy là coi như ba đứa mình chung tim rồi đó. Ok, fine. Bây giờ nói nghe nè, bây giờ ngồi im đi, đừng có nói gì hết nha. Để làm việc chút xíu nữa cho ăn. Dễ giàu gì, hai anh bay đứng lại đó cho tao. Bước vô trong cái tivi liền cho tao. Lập tức, nhanh lên. Bước vô tivi liền lên, cho tao la lên bây giờ. Bước vô tivi liền lên, bước vô tivi liền lên. Sao nữa? Bây giờ hát bolero đi. Không hát là la lên đó. Sao phiền quá vậy? Hát bolero. Tao la. Gần được bolero thì bolero. Thủ lượng. Hai bạn hát xong chưa? Xong rồi. Đứng ngay ngắn nghe chấm điểm nè. Trước tiên là bạn Lùng. Đó, cái bài buồn mà mặt mày hát còn buồn hơn cái bài. Thằng Cao cũng đừng có cười bạn. Bài hát buồn sầu thảm mà mặt mày vui như trảy hội vậy mày. Bây giờ không muốn nghe bolero nữa. Cái gì nữa? Hát cái luôn đi. Thôi phiền quá, đi về đi. Đi về luôn đi mà. Không hát tao la lên nè. Thôi hát cái luôn nè. Ôi thôi ông ơi, ông càng cãi trôi quanh có thì càng lộ ra chân tướng của một kẻ gian manh, một con người xảo trá. Vì khi đối mặt cùng ông tôi đã có đủ chân lý, một quan tòa thẩm vấn tên tội phạm thì đừng ông ơi đừng nói chi thêm những lời đường mật để tiếp tục đưa tôi vào cơn đam mê điên loạn. Khi giữa tôi và ông chỉ còn một con đường duy nhất là đường ông đi đường tôi bước đôi ngả. Chia ly hai phương trời ly biệt, trong khi ông tiếp tục bước vào cơn đam mê điên loạn, còn tôi nên bước đau thương mà nghe triều nặng tâm hồn. Hay lắm bài luôn. Còn gì nữa đâu mà ông diễn tuồng bi thương đau khổ, để lộ ra thêm tâm tình gian dối. Cứ ngỡ trong tôi môi tình trong trăng là mộng còn vui, rồi bỗng vỡ tan đất bừng dậy sông. Cứ mất của tôi những gì mơ tưởng đôi ngã chia ly niềm đau nhói trong lòng. Hey! Mày vừa lòng rồi chưa? Vừa lòng rồi, hát tướng cướp bạch hãy đường ngay quá. Nhưng mà bây giờ tao chưa vừa bụng lắm đâu. Hát nữa đi. Mày muốn cái gì nữa? Hát bolero nhưng mà phải có ca sĩ khách mời mới chịu. Cái khách mời gì? Ca sĩ Duy Mạnh, Lam Trường. Duy Mạnh, Lam Trường. Mày thôi đi, đừng có tha. Hát không? Không hát tao la. Tao rồi. Em về gom lại thứ anh. Con anh trang xây mộng xanh mộng. Gốm cả áo lạnh ngày xưa, anh đem ra đốt thành cho tàn. Cho người xưa còi phân
vắng khi ngoài đang áo xòe người mới vắng khi mùa đã lạnh lùng xa em coi nhớ chỉ ngày xưa. Vâng, kính thưa quý vị vừa được nghe hai giọng ca Duy Mạnh và anh Hai Lam Trường. Trời đất ơi, mày cuối cùng mày là con két hay mày là con gà? Ba tôi gà, má tôi két. Nhưng hãy nhớ rằng bà ngoại tôi vẫn là con Angry Bird. Bây giờ 6 giờ sáng rồi, két nó gái luôn rồi, nãy giờ tao mày chưa lấy được gì hết trơn á. Đúng rồi đó, với sức tao với mày bẻ cổ nó một cái một à. Hà cớ gì phải đứng ở trong đây làm trò hoài chi. Chính xác, hai trò một, không chột cũng quẹt. Mày mệt rồi con. Bớ người ta hãm hiếp, hãm hiếp. Ê, cái mày cái mày cho ai mà hãm hiếp mày. Lộn, hãm hại bớ người ta, có ăn đậm, có ăn đậm kìa. Bác ăn đậm, hãm hại con kìa. Hãm hại con kìa. Chấm, ăn đậm kìa. Ăn đậm, ăn đậm, ăn đậm kìa. Ăn đậm, ăn đậm, ăn. Ê, ông mà qua đây là tôi bóp cổ bà đó. Ờ, đúng rồi, ông mà qua đây tôi tự bóp cổ tôi đó. Hai người mà không thả bà chủ ra con cắn lưỡi chết luôn đó. Mày im đi, mau thả bà chủ tôi ra. Lê ơi, sao bà này quen quá vậy Lê? Hả, mày nói cái gì? Mày nhìn kỹ bà đi. Đúng rồi, cái mùi này quen lắm. Hình như đây là mái tóc có mùi xà bông cục. Bà có phải là Đào không? Đào có phải là bà không? Ủa, bà chủ, bộ hai thằng ăn trộm này là người quen của bà chủ hả? À, hai người có phải là anh Lê, anh Lạc đúng không? Đúng rồi. Tôi Lê nè. Đây là Lạc nè. Anh Lê, anh Lạc. Đào ơi, anh Lê, anh Lạc. Bà chủ, hai thằng hứa đó là ai vậy? Một người là bạn thân nhất của bà. Ta đau quá. Còn một người là mối tình đầu của bà. Vậy là 35 năm nay hai ông ở đâu? Trong tù chứ đâu. Sao bà ở trong? Thì bà biết rồi đó. Hồi xưa hai đứa tôi nghèo lắm, đâu có tiền bạc gì đâu. Hai người cùng yêu bà một lúc, biết là bà thích chơi chim, và nhất là chim két, cho nên hai thằng mới qua nhà hàng xóm á, ăn trộm rồi bỏ con két trước cửa nhà bà đó. Sau đó hai đứa tôi mới chạy về, vừa chạy về thằng hàng xóm nó kêu dân phòng tới đọc lệnh bắt hai thằng luôn. Ăn cắp có con chim mà ở trong tới 30 mấy năm. Không phải, đáng lý ra thì cái tour đó chỉ ở có 3 ngày 2 đêm thôi. Nhưng mà ra ngoài á, hai thằng sợ bị khinh khi, mặc cảm, cho nên xin đã lại luôn. Đúng rồi đó, ai ngờ đâu cái tour nó vui dữ vậy, ở lại luôn bây giờ luôn. Cái đó không phải là vui. Chứ gì? Ngu. Đời có nhiều sự thật, mà sự thật đắng lòng lắm, phải đối diện nó đi. Ê bà, tôi nói thiệt á, bà cho tôi giết con chim này luôn được không bà? Ê ông Lê, đây là con chim mà hai ông tặng tôi cách đây 30 mấy năm trước đó. Hả? Trời đất ơi, cũng vì mày mà hai đứa tao nên cảnh tù tội. Bây giờ vô đây gặp mày, mày còn chọt nữa hả? Trời đất ơi, con chim mà sống 30 mấy năm này, con quỷ con chim gì? Thì nó là con két tinh mà. Chị xem đó là một lời khen. Cái giả đó giả cho mà. Đời khắc nghiệt quá trời ơi. Bà bỏ nó qua một bên đi. Bà nghe tôi nói nè. Dạ. Bây giờ á, cuộc sống của bà như thế nào? Bà có chồng chưa? Có rồi. Chồng bà đây đúng không? Cái gì vậy ba? Nghe muốn nổi da gà vậy hả trời? Chị em bánh bèo nha má ơi. Giả dạ, dạ, cho mà. Đời khắc nghiệt quá má ơi. Bà ơi, ổng đâu rồi? Đi rồi. Minh ơi, chồng bà ngỡ chồng mình hoài ta. Đêm nằm lại nhớ mình ơi, mình ơi nhớ thương mình nhiều. Đêm nằm lòng nghe thao thức, không biết giờ này mình ngủ chưa. Bà ơi, nhang để đâu vậy? Trong tủ thờ đó. Chứ không lẽ nhang để trong tủ lạnh mà hỏi. Ủa mà hai ông đi đâu vậy? Xa ổng nè.
tôi chưa có chết mà. Cái gì kỳ vậy, nãy bà nói chồng mà đi rồi, tưởng bà chồng đi bán muối rồi. Trời ơi, chồng tôi chưa có chết. Ý tôi á là chồng tôi đi rồi, có nghĩa là hai vợ chồng tôi ở với nhau không có hợp. Hai đứa tôi ly dị, chia tài sản. Rồi ông cuốn đồ ông đi rồi. Rồi tôi dùng số tiền đó đó, tôi mua cái nhà này, tôi ở đây tôi dưỡng già. Trời ơi à. Ủa, mà sao hai ông biết tôi ở đây mà tìm tôi vậy? Qua nói đi. Lúc mà hai đứa tôi ra trại đó, đi ngang qua cái căn nhà này nè. Đây chính là căn nhà kỷ niệm, có nhiều niềm vui lắm. Ủa, nhà gì kỷ niệm ở đây? Kỷ niệm nhưng mà sao xạo mày? Xạo, ngày xưa cái căn nhà này tôi với nó tới đây ăn cắp cái con két tặng bà đó. Sau này mới trở lại để nâng cấp nữa đó. Cái giờ ai ngờ được bà là chủ nhà này đó, chứ kỷ niệm xạo vậy. Ủa, chứ không phải là hai ông thương tôi mà cố tình đi tìm tôi hả? À, thương yêu thì đâu mà tìm. Ngựa quen đường cũ, ăn cắp đúng không? Đi ra khỏi nhà tôi. Không phải, bà. Theo tôi thấy á, là hai cái người này hồi còn trẻ là suy nghĩ chưa có thấu đáo, mà họ ăn cắp cái con két này cũng vì thương bà, muốn bà vui thôi. Bà chủ ơi, đừng đuổi đi mà, đừng đuổi đi mà. Thôi cậu ơi cậu. Dạ. Cảm ơn cậu. Thôi cậu đừng có xin, để hai đứa tôi đi đi. Chứ mà ở đây á, mắc công chòm sớm người ta ngó vô, người ta lại nói là chứa chấp những cái người không đâu, vậy thì không có hay đâu. Đúng rồi đó, nhà của tao với mày là ở ngoài đường chứ không phải ở đây. Đi. Bà chủ. Khoan đã. Hai người không nhà không cửa không nghề nghiệp, bây giờ tính đi đâu ở đâu làm gì? Không lẽ tính ăn cắp nữa hả? Hơi nghèo quá mà. Ơi, bỏ ngay cái ý nghĩ đó nghe chưa? Hồi đó còn nhỏ suy nghĩ bồng bột, người ta không trách. Bây giờ đầu hai thứ tóc rồi, làm vậy á, người ta cười cho đó. 35 năm rồi chưa đủ sao? Bạn nhớ lắm á. Ừ. Anh Lê. Tôi nè. Em cũng nhớ anh nữa. Về đây với em nghe. Đúng rồi, về đây với nhau đi, về đây với nhau đi. Bà chủ ơi, về với nhau mới vui. Về đây bên nhau, ta nối lại tình xưa. Chuyện tình là bao năm qua, anh gói ghém từng kỷ niệm. Vài nắng còn đường xưa, những chiều hẹn nhau mưa đổ. Mưa ướt lạnh vai em, anh thấy lòng mình xót xa. Mưa ướt lạnh vai em, anh thấy lòng mình xót xa.